Nhược Tư. Rosa. Cậu đến đây làm gì? Tìm Nhược Tư có việc sao thế? Cậu có thể tránh mặt một chút được không? Nói sau lưng là chẳng có gì tốt đẹp rồi. Nhược Tư, cậu phải cảnh giác đi. Mình với cậu ta có gì đâu, cứ mặc kệ đi. Nhược Tư, mình đến tìm cậu nhờ cậu giúp đỡ. Có người muốn bán cho cha mình một thứ. Cậu giúp mình xem có phải hàng thật không? Tranh Vạn Hách Tùng Phong. Cậu xem, mình tìm đúng người rồi. Là thế này. Người này muốn bán cho cha mình thứ này, nhưng cha mình không thể về nhà ngay được. Mình lại không hiểu gì, thế nên cậu xem giúp mình đi. Chỉ nhìn tranh thôi thì nhìn không ra gì cả. Vậy thì phải làm sao? Không mua thì người ta không đưa hàng cho đâu. Hay là thế này đi, cậu đi với mình đến chỗ người bán, được không? Trả cậu, mình đang bận lắm, không có thời gian. Không phải chứ, cậu giúp mình một chút thôi mà, chuyện nhỏ như vậy. Nhược Tư, bác ạ, quan gì à? Cháu cũng ở đây à? Cháu chỉ nhờ Nhược Tư một chút xác định thật hay giả thôi. Bác thấy đấy, cô ấy làm cháu, bác nói giúp cháu đi. Nhược Tư, nếu có thời gian thì giúp nó đi. Bố, cháu cảm ơn bác. Đại tiểu thư, xin mời. Đợi mình thay đồ đã. Cái này không có vấn đề gì được rồi. Đình Dương, Nhược Tư đi đâu rồi? Triệu Quang Hy về cô ấy đến giám định một bức tranh cổ. Vốn dĩ Nhược Tư không muốn đi, nhưng Quỷ Diên Chu cứ bắt cậu ấy đi, nên cậu ấy đành phải đi rồi. Bọn họ đi đâu? Anh xem, em hỏi một câu có phải biết rồi không? Chú Tư, Hoàng Nghị đấy à? Cô đang có chuyện gì? Nhược Tư và Triệu Quang Hy đi đâu rồi ạ? À, Triệu Quang Hy chia sổ hai đứa nó là để chúc mừng sinh nhật con bé. Tôi bảo cậu này, cậu đừng xem vào chuyện của hai đứa nó nữa. Xem ra là muốn hợp tác để lừa Nhược Tư. Đây là chuyện nhà họ Chu chúng tôi, không liên quan gì đến cậu. Nhược Tư là bạn gái của cháu, tôi không để yên đâu. Bạn gái? Vốn người ta thích mình chắc. Đúng là đồ quân nhân. Ở đằng trước. Nào. Hai vị mời vào trong. Thật gấp. Các anh nghe rõ đi. Xe pho màu đen là xe của chị Quang Hy. Biển số xe là 6666. Trong gần mặt đứng. Trong gần của Lộc Tung thành tứ cửu lần. Cũng phải tìm cho ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, hành động đi. Vâng, báo lên. Cửa hai cập mật. Cửa ba bị thương tôi, báo lên, đi. Hai vị, mời. Đây đúng là tranh Vạn Hách Tùng Phong của Lý Điều. Thế nào, mình không lừa cậu đúng không? Tấn tiên sinh đâu? Chắc anh ta đi vệ sinh rồi.
Thế nào, thích không? Những thứ này đúng là đồ tốt. Nói thật cho cậu biết, những thứ này thật ra đều là đồ sưu tầm của nhà tôi. Đồ sưu tầm của nhà cậu. Nào, ngồi xuống đây trước đã. Những thứ này về sau cậu có thể tự tự thưởng thức. Triệu Quang Hy, cậu giở trò gì thế? Họ lên tìm thấy rồi. Nhìn đi, người đâu? Chứ lại không thấy đâu. Kia kìa, mau gọi điện cho đội trưởng. Chúng ta vào đó xem đi. Alo, đội trưởng, tìm thấy rồi. Được, tôi biết rồi. Thực ra hôm nay những thứ này đều do mình chuẩn bị cả cho cậu. Chỉ là muốn thể hiện chút tâm ý của mình. Nhược Tư, bao nhiêu năm nay tấm lòng chân thành của mình với cậu đến một hòn đá cũng tan chảy rồi. Cậu thật sự không có chút rung động nào à? Mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi, mình không thích cậu. Cậu cứ bám lấy mình như thế có nghĩa gì? Có nghĩa gì? Tình yêu có thể bồi đắp dần mà. Nhược Tư, cậu xem đi, những thứ này thực ra chỉ là một phần trong những đồ sưu tầm của nhà mình. Không phải cậu thích nghiên cứu sao? Ok, chỉ cần cậu gả cho mình, mình có thể bảo đảm cậu không cần ra ngoài mà vẫn có thể nghiên cứu tất cả những đồ quý hiếm. Mình không cần. Tránh ra. Đến đây rồi thì ở lại một lúc nữa đi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hôm nay là sinh nhật của cậu. Mình bảo đầu bếp giỏi ở phương Đông chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc thật thịnh soạn. Ăn xong hãy đi, không được sao? Ý tốt của cậu mình xin nhận. Mình còn có chuyện phải làm. Nhược Tư, cậu nói như vậy, mình bận bù đầu như vậy mà còn chuẩn bị cho cậu, không phải vì cậu sao? Điểm tâm đây, cậu xem. Điểm tâm đến rồi. Cậu không ăn cơm thì thôi, uống ngụm trà hãy đi, chắc là được. Rồi mình đưa cậu về được chứ? Triệu Quang Hy, cậu ấy chứ lại phiền phức thế không biết. Cái này không phải là phiền phức mà là đãi khách cơ bản. Sao hả? Con sợ mình hạ độc cậu à? Được, để mình uống trước. Trà này coi như mình chúc mừng sinh nhật cậu. Sinh nhật vui vẻ. Mình có thể đi được chứ? Nhược Tư, cậu đúng là dễ thương. Cậu biết mình thích cậu nhiều lắm không? Thực ra hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây là việc bố cậu cho phép. Cậu nói bậy. Nhược Tư, làm gì thế? Đừng có vô liêm sỉ. Mình thật sự thích cậu mà. Tránh ra. Cậu mới là người. Sao? Triệu Quang Hy, cậu sao thế? Quang Nghị, đợi Triệu Quang Hy tỉnh lại nói với cậu ta, người làm gì trời đều thấy. Làm việc bất nghĩa thì sẽ tự bị trừng phạt. Nếu dám giở trò lưu manh với Nhược Tư, tôi sẽ lột da cậu ấy. Tôi nhất định sẽ chuyển lời, nhất định. Đi thôi. Đại ca, cởi trói cho tôi với. Thiếu gia, thiếu gia. Vừa rồi Triệu Quang Hy bị sao vậy?
Thật sự vô sỉ, tiêu tiện. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi vậy. Hôm nay là ngày gì? Tạm thời không nói với em. Để một lát nữa đến thì em sẽ biết. Nhậm Hồng Nghị bảo tôi nói với cậu, làm việc bất nghĩa thì sẽ bị trừng phạt. Nếu cậu không dám giở trò lưu manh, anh ta nói gì? Anh ta nói gì đó? Anh ta sẽ lột da cậu.